Series Gotham của Warner Bros. Đã cực kỳ xuất sắc trong việc khắc họa những nhân vật phản diện gắn liền với tên tuổi người rơi vào lúc mà Batman còn chỉ là một cậu nhóc vừa mất đi cha mẹ. Trong số đó, một trong những nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất và được xây dựng thành công nhất chính là Oswald Cobblepot, hay còn được biết đến với biệt danh The Penguin. Trên thực tế, có lẽ nhân vật này được thể hiện quá xuất sắc nên đôi khi người xem còn muốn đứng về phe gã dù biết rõ gã là kẻ xấu. Rõ ràng, ngay từ những giây phút đầu Oswald Cobblepot chào sân, khán giả đã được thấy những đặc điểm tồi tệ nhất của gã. Chẳng hạn như giết người như ngoé, không từ thủ đoạn để phục vụ cho dã tâm của mình, hay thường xuyên phản chủ, thậm chí tự hào về khả năng làm gián điệp của bản thân. Ngay cả khi đã lên nắm quyền, The Penguin cũng chẳng phải một ông chủ tốt, không chỉ bởi tính khí thất thường, mà còn bởi gã chỉ biết nghĩ cho mình và đối xử rất tệ với thủ hạ. Nhưng một Penguin như vậy vì sao lại có thể chiếm trọn cảm tình của khán giả, thậm chí được xem là ngôi sao thực sự của series? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu những điểm lôi cuốn nhất ở nhân vật này nhé! Mỗi một câu chuyện về anh hùng đều cần một phản diện xứng tầm, không chỉ thách thức khả năng của họ mà còn khiêu chiến lý tưởng của họ. Đối với nhân vật chính của series Gotham là Jim Gordon thì Oswald Cobblepot hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một phản diện như vậy. Trước hết là tài mưu lược, sự nhạy bén thấy rõ thế cuộc và khả năng thao túng các bên liên quan để đạt được mục đích. Khi thấy người đứng đầu thế giới ngầm của Gotham là Carmine Falcone đã có tuổi, còn boss của mình là Fish Mooney thì dã tâm bừng bừng, Oswald đã tiên đoán được rằng sớm muộn gì Fish cũng sẽ phản lại Falcone. Dựa vào thông tin này, gã đã bày ra kế hoạch tinh vi để cuộc chiến giữa các phe nổ ra sớm hơn, rồi thừa cơ chuộc lợi và giành lấy quyền lực. Thế là, từ một kẻ phụ trách cầm ô và bóp chân cho Fish Mooney, Oswald Cobblepot đã từng bước triệt tiêu mọi vật cản trên con đường đoạt vị và trở thành vua của Gotham ở cuối mùa 1. Tiếp theo, Oswald có khả năng ứng biến linh hoạt cho những tình huống bất ngờ. Chẳng hạn, như khi sắp bị Jim Gordon giao cho kẻ đã muốn giết mình là Enigma, hay còn được biết đến với biệt danh The Riddler, Oswald không hề lường trước được việc băng nhóm của Barbara Keane sẽ đến phá đám. Tuy vậy, gã đã nhanh chóng lợi dụng thời cơ và lập ra kế hoạch để dụ Ed vào trong, từ đó hoàn thành mục tiêu trả thù một cách vô cùng thỏa mãn. Đáng sợ nhất là không chỉ giỏi về mưu kế mà Oswald còn có sự kiên nhẫn hơn người. Điều này được thể hiện rõ ở cách mà gã trả thù kẻ đã giết mẹ mình là Tabitha Galavan. Dù không chỉ một lần có cơ hội ra tay giết cô ta, nhưng Oswald không làm như vậy. Gã để tất cả mọi người, bao gồm Tabitha, tin rằng bản thân đã cho qua chuyện cũ. Nhưng thực chất, Oswald làm như vậy là vì gã thấy được tình cảm đặc biệt mà Tabitha dành cho Butch Gilzean và tin chắc rằng thời gian sẽ khiến tình yêu ấy ngày một sâu đậm hơn. Để rồi vài năm sau, khi tình yêu ấy chín muồi, cũng là lúc Oswald bắt Tabitha phải nếm cảm giác đau đớn gã từng trải qua khi chứng kiến người mình yêu nhất chết ngay trước mắt. Nếu mưu trí của Oswald khiến người xem phải kinh ngạc, thì ý chí của gã quả thực khiến ta khó lòng không bội phục. Bất kể rơi vào nghịch cảnh cỡ nào, gã cũng tìm được cách để vực dậy và nắm quyền trở lại. Mùa 1, từ một kẻ chỉ điểm phải trốn chui trốn nhủi trước sự săn lùng của cả phe cảnh sát lẫn phe xã hội đen, Oswald đã thành công lật đổ những thế lực ngầm lớn nhất và đứng ra chiếm quyền. Mùa 2, do bị kẻ thù nắm thóp bằng cách bắt cóc mẹ của gã, Oswald đã mất hết tất cả và bị tống vào trại tâm thần Arkham. Nhưng rồi, không lâu sau khi được phóng thích, gã đã giành được cảm tình của phần đông người dân Gotham và leo lên chức thị trưởng của thành phố. Mùa 3, do bị Enigma phản bội, sự nghiệp chính trị của Oswald đã bị hủy hoại hoàn toàn. Có điều, thông qua việc mời chào những dị nhân bị Hugo Strange biến đổi gen, cộng với việc thúc đẩy đạo luật Pax Penguina mà Oswald lại trở thành kẻ nắm quyền chân chính của Gotham. Đến mùa 4, do bị Sofia Falcone lừa gạt, gã đã mất trắng đế chế của mình vào tay cô ta. Thế nhưng, sau hàng loạt thảm họa gây ra bởi Ra's al Ghul và Jeremiah Valeska, cả thành phố rơi vào hỗn loạn, tạo cơ hội cho Oswald chiếm được địa bàn trọng yếu, phát triển đội quân của riêng mình và lần nữa trở thành thế lực cát cứ lớn nhất của Gotham. Bất luận nhân phẩm của Oswald ra sao, thì tinh thần bất khuất này của gã cũng đáng được ghi nhận. Đáng nói ở đây, tài năng của Oswald không chỉ dừng ở những âm mưu quỷ kế. Trên thực tế, gã còn chứng minh được năng lực quản lý của mình khi điều hành thành phố Gotham. Chẳng hạn như khi virus Tetch bị phát tán, vô số cư dân Gotham đã đầu hàng trước mặt tối của bản thân, khiến cả thành phố trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Trước tình trạng ấy, Oswald đã thông qua thị trưởng đương nhiệm để thúc đẩy chế độ Pax Penguina. Theo đó, những ai được gã cấp phép sẽ có tư cách phạm tội hợp pháp, còn nếu phạm tội mà không có giấy phép thì sẽ bị thanh trừ. Tuy rằng Oswald cũng lợi dụng việc này để mưu quyền đoạt lợi, thế nhưng không thể phủ nhận chính cách làm ấy đã giúp tỷ lệ phạm tội ở Gotham đạt mức thấp kỷ lục và lấy lại trật tự cho thành phố. Điều này thậm chí khiến người xem phải tự hỏi, trong một thành phố mà kẻ mạnh nhất là kẻ quyết định như là Gotham, thì lý tưởng chỉ dựa vào luật pháp để thực thi công lý của Jim Gordon liệu có khả thi? Đây là một vấn đề nan giải, nhưng cũng giúp ta phần nào hiểu được lý do vì sao Gotham cần tới Batman. Nếu tài mưu lược và ý chí của Oswald thỏa mãn nhu cầu của khán giả về một phản diện đáng gờm, thì việc lý giải vì sao Oswald làm những việc xấu khiến ta dù không đồng tình nhưng cũng dễ dàng cảm thông cho gã. Con đường leo lên đỉnh cao quyền lực của Oswald gắn liền với một loạt những lần phản chủ. Có điều, người xem vẫn cảm thông được cho gã, vì những lần phản chủ ấy đều có lý do hợp lý. Đầu tiên là Fish Mooney, tuy tự nhận coi Oswald như con trai, nhưng kỳ thực vẫn luôn khinh thị và đối xử hà khắc với gã.
đang nói là khi Oswald đã phản bội và trở thành kẻ thù không đội trời chung với mình, thì Fitch mới chân chính dành sự tôn trọng cho gã, thậm chí coi việc biến được Oswald thành The Penguin là việc tự hào nhất trong đời. Về phần ông trùm Maroney, ngay từ đầu Oswald đã không coi lão là boss của mình. Ngoài ra, kể cả trước khi Maroney biết Oswald là tay trong của Falcone, lão cũng đã cho tên đàn em một pha giàn mặt nhớ đời để gã biết thân biết phận, nên tất nhiên chẳng thể mong Oswald dâng lòng trung thành cho lão. Sang tới Falcone, tuy ông ta không nghi kỵ hay đối xử tệ bạc với Oswald, nhưng đó là bởi ông ta cho rằng một kẻ quái dị như gã sẽ chẳng dám tơ tưởng đến chuyện làm trùm. Hơn nữa, do tuổi tác đã cao nên Falcone thường xuyên có ý về hưu. Nếu Oswald thật sự chờ đến lúc đó thì sẽ chẳng còn ai bảo hộ cho gã nữa, và gã sẽ bị Maroney lập tức làm thịt. Vậy nên, việc Oswald muốn tiên hạ thủ vi cường cũng không có gì khó hiểu. Tất nhiên, nguyên nhân chính cho những lần phản chủ này vẫn là dã tâm của Oswald. Có điều, dã tâm này không phải vô cớ mà nó đã được thai nghén trong suốt quá trình trưởng thành bị người đời khinh khi và hắt hủi của gã. Oswald say mê quyền lực bởi gã sợ hãi cảm giác bất lực. Sâu xa hơn nữa, Oswald khao khát được yêu mến và công nhận. Theo Robin Lord Taylor, người thủ vai The Penguin, thì một Oswald ngây thơ và hiền lành sau quá trình trị liệu của Hugo Strange là con người mà The Penguin đã có thể trở thành, nếu gã không phải là luôn luôn bị người đời đối xử tệ bạc. Chỉ tiếc rằng, mỗi khi Oswald tưởng chừng đã trông thấy hy vọng, thì tia sáng ấy lại nhanh chóng bị dập tắt. Mẹ Oswald bị gã liên lụy mà chết. Người Oswald yêu là Edward thì trở mặt thành thù, dù quả thực anh ta có lý do chính đáng cho việc đó. Sophia Falcone miệng bảo muốn làm bạn với Oswald, nhưng thực chất chỉ đang tìm cách hủy hoại gã. Tuy may mắn tìm được người bạn chân thành như cậu bé Martin, gã cũng buộc phải đưa cậu rời xa mình để cậu được an toàn. Ở mùa cuối, Oswald lựa chọn ở lại bảo hộ một Gotham sắp thất thủ trước đội quân của Bane. Sau thắng lợi, Oswald mong chờ nhận được sự tôn trọng và cảm kích của thành phố, nhưng chẳng lâu sau, gã đã bị tống vào nhà tù Blackgate và chôn vùi 10 năm cuộc đời trong đó. Không thể phủ nhận, nếu xét những tội lỗi mà Oswald từng gây ra thì hình phạt như vậy là còn nhẹ. Có điều, ta vẫn thấy thương cảm cho Oswald vì thật khó để không tìm thấy sự kết nối với những việc hắn trải qua. Là một kẻ phản diện, nhưng Oswald có những nguyên tắc và giới hạn của bản thân. Chẳng hạn như khi nghe Theo Gallivan tiết lộ về kế hoạch hủy diệt Gotham hiện tại để xây dựng một Gotham hoàn toàn mới, Oswald đã từ chối tham gia vì điều này sẽ khiến hàng nghìn hộ dân không có nơi ở. Hay khi biết Jerome định dùng khí cầu để thả khói độc lên Gotham và khiến cả thành phố trở nên điên loạn, Oswald đã bất chấp sợ hãi mà bắt tay với Jim Gordon để phá hủy kế hoạch của hắn. Điều này cũng cho thấy gã thực sự đặt an nguy của thành phố Gotham trong lòng. Ta hiểu được những dã tâm của Oswald không hoàn toàn chỉ vì bản thân, mà còn vì gã muốn bảo vệ Gotham theo cách của mình. Sự quan tâm của Oswald không chỉ dành cho Gotham nói chung, mà còn đặc biệt dành cho những cá thể không hòa đồng giống gã. Những ví dụ có thể kể đến là Enigma, Martin hay là cậu bé lùi thùi một mình tại ngôi trường Oswald đến thăm lúc làm thị trưởng. Việc Oswald muốn làm bạn với Jim Gordon ở những mùa đầu, khả năng một phần cũng do khi ấy Jim đang bị cô lập trong chính GCPD. Có lẽ do đồng cảm mà Oswald thường chủ động đưa ra lời khuyên hoặc giúp đỡ họ, dù cách làm của hắn không thể coi là ổn và hoàn toàn không đáng được bắt chước. Trên hết, Oswald cực kỳ trung thành với những người gã yêu thương. Để bảo vệ họ, gã có thể hy sinh mọi thứ, tự do, tôn nghiêm, quyền lực, thậm chí cả sinh mệnh. Thời còn coi Jim Gordon là bạn, dù luôn bị Jim đối xử lạnh nhạt, nhưng Oswald vẫn chấp nhận giúp đỡ Jim vô điều kiện, có lần còn chịu tội thay Jim và bị tống vào trại tâm thần Arkham. Khi mẹ của Oswald bị Theo Gallivan bắt cóc để ép gã thực hiện cuộc ám sát cho mình, Oswald từng sẵn sàng dâng cả tính mạng chỉ để Theo tha cho mẹ của gã. Lúc bị Barbara uy hiếp để tra hỏi hành tung của Enigma, Oswald thả chết cũng không chịu bàn đứng Ed, dù trước đó anh ta vừa phản bội và muốn giết gã. Sau này, khi Sophia Falcone giữ Martin làm con tin để cướp đi thế lực của Oswald, gã cũng chấp nhận tự giam mình trong Arkham để giữ an toàn cho cậu bé, dù ngày ngày phải chịu sự bạo hành từ những kẻ điên loạn ở nơi đây. Và dù đã có thể an toàn thoát khỏi một Gotham sắp thất thủ với toàn bộ của cải, nhưng Oswald vẫn lựa chọn nghe theo trái tim mình và ở lại sát cánh cùng lực lượng cảnh sát trong một cuộc chiến hoàn toàn không cân sức với đội quân của Bane. Cũng trong trận đánh ấy, Oswald đã không chút do dự lao vào chắn lựu đạn cho The Riddler, dẫn đến bên mắt phải của gã bị tổn thương vĩnh viễn. Có thể thấy, một kẻ tàn nhẫn như Oswald thực chất lại là kẻ nặng tình hơn bất kỳ ai. Quan trọng là dù đã bị phản bội biết bao nhiêu lần, nhưng Oswald vẫn có xu hướng đặt niềm tin vào những người xung quanh. Còn nhớ, sau khi bị người yêu mình là Enigma hủy hoại sự nghiệp chính trị, bắn trọng thương và đẩy xuống biển, Oswald tự nhủ sẽ không bao giờ để tình yêu khiến mình yếu đuối nữa. Thế nhưng, cái gì đã thuộc về bản tính thì khó lòng thay đổi. Khi bị Sophia Falcone tiếp cận, dù hoài nghi động cơ của cô ta, nhưng chỉ cần không có bằng chứng thì Oswald vẫn trao lòng tin cho người bạn này. Để rồi, gã lại lần nữa bị lừa và mất trắng toàn bộ thế lực vào tay Sophia. Một ví dụ khác, khi kế toán của Oswald là Arthur Penn dự định giết gã và cướp lấy toàn bộ của cải để trả thù cho việc bị bóc lột, Oswald đã tin lời Penn rằng ông ta chỉ đang bị một người nộm điều khiển và chỉ bắn nát người nộm ấy. Đáng buồn thay, lòng tin ấy thường mang lại kết quả không mấy tốt đẹp cho gã. Đỉnh điểm là trong những tập cuối của series, Oswald đã tin rằng việc mình ở lại chiến đấu vì Gotham phần nào sẽ khiến Jim Gordon nhìn nhận mình khác đi. Nhưng không lâu sau, gã đã bị Jim tống vào tù suốt 10 năm trời. Tuy đây có thể coi là điểm yếu chí mạng đối với Oswald,
Nhưng chính điểm yếu này lại khiến người xem dành sự cảm mến cho gã. Niềm an ủi lớn nhất là sau tất thảy những mâu thuẫn và phản bội, thì cuối cùng tình bạn cùng lòng tin giữa gã và The Riddler cũng được hàn gắn trở lại. The Penguin của series Gotham chắc chắn là một trong những phiên bản chuyển thể thành công nhất từ trước đến nay của nhân vật này. Không thể không dành lời tán dương cho diễn viên Robin Lord Taylor khi đã góp công lớn cho việc tạo dựng một Penguin vô cùng xuất sắc cho màn ảnh nhỏ. Qua màn thể hiện cực kỳ thuyết phục của anh, người xem mới thấy được thì ra một Oswald Cobblepot mưu mô và cơ hội lại có sức lôi cuốn đến như vậy. Cần lưu ý là chúng mình hoàn toàn không cổ vũ mọi người học theo gã đâu nhé. Mọi sự yêu thích dành cho The Penguin đều bắt nguồn từ việc nhân vật này được xây dựng quá đặc sắc. Nhưng sự đặc sắc, nặng tính cảm thông đó liệu có cổ suý cho những hành động sai trái? Đó là câu hỏi mà chúng mình chưa trả lời được, mà chúng mình rất mong các bạn có thể tranh luận dưới phần comment. Ngoài ra, các bạn thích nhất khoảnh khắc nào của The Penguin suốt 4 season của Gotham? Hãy chia sẻ để chúng ta có thể cùng yêu tác phẩm này hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.